Chiều nay, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị triển khai và ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Theo đó, mục tiêu của chương trình hướng đến là sau 2 năm triển khai, tất cả các doanh nghiệp tham gia chương trình từng bước cải thiện mức độ tuân thủ, 80% mức tuân thủ trung bình và cao. Cơ quan hải quan sử dụng chính những kết quả đó cũng như các doanh nghiệp tham gia chương trình là những tuyên truyền viên để giúp các doanh nghiệp còn lại ý thức tốt hơn trong việc tự nguyện tuân thủ pháp luật. Đối tượng tham gia gồm cơ quan hải quan với vai trò chủ trì, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, có trụ sở, đăng ký hoạt động tại Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp tham gia với vai trò thành viên danh dự. Điều kiện tham gia là doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc cập nhật thông tin theo quy định, hoạt động xuất nhập khẩu trên 365 ngày và được cơ quan hải quan đánh giá cần khuyến khích nâng cao mức độ tuân thủ. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện một số doanh nghiệp tham gia chương trình. Việc tham gia chương trình trước hết đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.